Rồi, chào các anh chị nha. Rồi, anh khách anh đặt em cái này nè. Trễ mấy ngày em quên, anh hối quá chị hối luôn chị ơi, chết rồi. Bởi anh chị nào có ấy thông cảm ha, chứ em hối quá em làm kịp đâu. Anh chị nhìn có mình em đóng đồ nè, đóng mặt luôn, nhìn thấy nhất cái đầu luôn đó. Đồ quá trời luôn chị. Nói bởi anh chị cũng thông cảm ha. Rồi, sẵn đây em quen máy nè. Con máy này là hình như là chưa chạy nha anh chị. Mà dính nước, cái mắt nước, anh chị nhìn cái tôm nè, cái chuông gì đâu chạy đâu, cái chuông đâu còi rồi ha. Xét, nó xét nè anh chị, chùi lại ha. Nè, lăn nhẹ nhàng luôn anh chị. Cứ ngắt luôn. Cái máy này đầy đủ nha anh chị. Cái này là Tanaka Made in China nha anh chị. Thường thường á, anh chị nhìn, em chỉ cho anh chị dễ biết lắm. Anh chị cứ nhìn cái dòng máy này nè. Là máy Trung Quốc nha anh chị. Nhưng mà ráp tại nhà máy Trung Quốc gì đó, không biết nữa. Nó nè, nó có chữ Nhật lum nè. Em nghi này đồ lậu, nhưng mà nó không phải là Trung Quốc rẻ tiền nhất nha anh chị. Thì cái máy này, những cái máy này em thấy người ta bán người ta lậu có tem nè anh chị, người ta xé tem rồi nè. Bởi anh chị mua nhìn nhìn nó chụp giật anh chị vậy, hiểu lắm ha. Giờ chụp giật này anh chị mua cũng 120 cho nó rẻ nha anh chị. Đây xe còn nè, bố con còn nè. Nó chưa có chạy gì đâu hết luôn ta, có ta. Sao cái bố thấy chạy một cái kiến cái kia chưa có ta. Là cái bố nó vậy. Giờ anh còn nhà heo hết luôn anh chị. Nhưng mà nó nước nó vô ngay khúc nồng rồi nè, ngay chỗ này nè. Rồi em rút ra luôn. Chứ máy này còn ok hết nha anh chị. Còn trắng tinh nè. Em bao anh chị là dên không xào luôn nha. Đó, em lăn làm biết nha. Nè anh chị nhìn em ăn nó gì sao mà nó ấy được. Ổ dên còn cứ ngắt luôn mà. Cái máy này đầy đủ hết á. Tại con cái em gã rồi em làm biến anh chị. Em cũng ghét mấy cái thằng Chani lắm. Nhưng mà nè em chỉ cho anh chị về xài máy á. Anh chị nên gỡ cái miếng này ra dục bỏ cho em luôn ha. Gỡ cái miếng kiến này nè. Gỡ miếng này ra rồi lấy miếng lưới này bỏ nha. Những dòng máy này anh chị đừng có để đi không chạy đâu. Nè bugi zin còn luôn anh chị. Trời 7A luôn anh chị. Nè. Bugi không hết nhiêu tiền rồi, về chùi lại nó bị xét nút anh chị. Cái này em bỏ hồi nhà trong tiệm trong kia ra đây nè, anh chị thấy cái bình xăng mini cốc không? Mới tin luôn ha, chưa xài luôn. Đó. Cái máy này nè nè à, cho anh chị coi cái nồng mới biết. Về cắt gon khác đi anh chơi, gon còn nè. Mà cắt cái nè. Vậy nhịn nồng ha, em bao anh chị là nồng không sọc xước nha. Nhìn nó vậy thôi chứ không sọc đâu nha anh chị, em bao anh chị là không sọc suốt á. Thầy em không có chùi rồi, khoan để em chùi sơ sơ cho anh chị xem ha. Nãy nó bóng như một kiến vậy. Cái chỗ cái mồi này nó trắng trắng vậy nè, nhưng mà không sao đâu nha anh chị. Không sao đâu, tại nước vô buộc nó phải trắng vậy đó. Đó, thầy còn cái máy này em bán rẻ cho anh chị thôi, bán rẻ luôn. Nãy cái bố hết mạng 80 ngàn anh chị, bố ốc 80 rồi. Chụp giật 120 là 200 ngàn rồi. Cục IC hết đây, cục IC rồi. Ủa cục IC đâu ta? Máy này cục IC đâu? Nè cục IC nè. Khùng luôn. Cục IC đu quá. Mất pin luôn, máy yếu pin nữa. Sáng giờ sạc mấy lần luôn anh chị. Chế nó có luôn nha anh chị. Chế ra ngang luôn nè ha. Chế ra ngang họng mừ hết vậy. Chế ra ngang luôn anh chị. Rồi. Bán rẻ cho anh chị nào ấy đi ha. Về có máy này lấy đồ phụ tùng ha. Bán 3,5 anh chị ơi. Mà cái này làm ơn chuyển đủ giùm em ha. Chứ cọc em không bán luôn nha, mấy trước nha. Tại mấy đồ gỡ này về cái anh chị hỏi nào hỏi kia em biết được đâu trả lời mà. Bích tông mà văn ngang nè anh chị nhìn thấy không? Để em chùi bích tông lên cho anh chị. Nó về ấy bạc lại bạc nó bị nước vô nó bị dính luôn rồi nè anh chị. Về chùi lại. Về lấy cái khò lại. Để em coi nhiêu ly ta, em cũng không biết nhiêu ly nữa. Để 27cc á anh chị. Lật ghế luôn chị ơi. Cắm đầu luôn đau tay quá. Má nó cắm cái chỏ xuống đau tay quá. Ây da. Chết mẹ sưng cô chờ. Ây da, cái ghế này nó lật. Má. Bán được nhiêu tiền đau tay quá. Trời. 35 ly luôn anh chị ơi, giữ gì? Máy này giữ gì ta? 7 tới 35 ly lận. Rồi, lỡ rồi. Họ bán 3,5 luôn anh chị ơi. Em nhận chân đủ nha anh chị. Chị xem cái giáo kỹ giùm em ha. Đó, em bảo anh chị là đầy đủ cục máy luôn nha. Mới tin luôn ở trong nè. Đầy đủ nguyên cục máy luôn, không thiếu gì á. Đó, không thiếu gì nè, chế có nè. IC có nè, chế có nè, chụp giật có đầy đủ hết là đủ hết rồi.
ha. Rồi bán rẻ thúi luôn chị ơi, em còn đồ phụ tùng nhiều lắm nha, đồ sửa nhiều lắm mà em lu bu quá em có kiếm được ha. Rồi thôi em chào nha.